Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto 89. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục lên một lít đồ cho anh em nhé. Và hôm nay sẽ lại tiếp tục về túi da rồi anh em ạ. Lâu lắm rồi, bắt đầu hôm nay thì bắt đầu túi da mới lại được về anh em nhé. Và hai con tai nghe cũng khá là ngon, cũng về kèm hàng hôm nay luôn. Và mình sẽ tiếp tục thanh lý những cái gọi là cục âm ly anh em nhé. Cục này nó sẽ là cục công suất để phục vụ anh em về ghép loa. Giá thì siêu rẻ luôn anh em ạ. Và một vài bộ dàn cực VIP, một mã Onkyo NX10 này. Cặp loa Infinity sử dụng con chép Polycell anh em nhé, sử dụng con chép Polycell hai output luôn, từ chất âm của nó gọi là phần lời của nó, con này đẳng cấp luôn anh em ạ. Tiếp bên đây là sẽ là một cái mã gọi là âm ly Onkyo anh em nhé, size của nó chiều ngang sẽ là 28,5, và con này là con Onkyo 933, một trong số những mã cực kỳ hiếm trên thị trường, ít khi anh em nào tách lẻ âm ly bán. Và như anh em nhìn thấy hai biến áp xuyến với chơi anh em. Đấy. Và một con tủ đài, hôm nay mình sẽ thanh lý giá con tủ đài cho anh em, giá cực kỳ tốt. Và lâu lắm rồi thì hôm nay mới lên sóng tủ đài. Đấy, một cặp loa Mission, giá cũng sẽ cực kỳ thanh lý cho anh em, chuẩn của thị trường anh em nhá. Rồi bắt đầu vào sản phẩm bây giờ thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em hai con tai nghe. Anh em lưu ý một chút vào video và số điện thoại của mình và em Sơn vẫn đang ở đây anh em nhá. Số điện thoại của mình là 0976663776 và số điện thoại của em Sơn thì ở ngay bên cạnh là 0933321 82, đúng chưa? Đấy, số điện thoại em Sơn cũng tương đối nhớ rồi. Bắt đầu vào ở đây thì anh em sẽ nhìn thấy đây là hai con tai nghe, một con tai nghe đến từ thương hiệu JVC. Sơn cầm máy quay cho anh tí. Một con tai nghe đến từ thương hiệu JVC anh em nhé. Thì xin thưa với anh em, con JVC này thì một trong số những mã cực kỳ ngon ở bên Nhật. Con này là hàng chuẩn nội địa Nhật anh em nhé, tại vì mã này chỉ bán Nhật thôi, không bán phiên bản quốc tế đâu anh em. Cổ housing của nó thì khá là dị hợm, anh em nhìn này, khá là dị hợm. Nó sẽ có một cái phần núm cao su ở đây anh em nhé. Con này thì sẽ là tạo thành hộp cộng hưởng, mà con này sẽ tăng phần sub bass cho con loa. Chất âm của này thì nghe, tức là bình thường JVC thì anh em sẽ cảm giác thiếu bass, nhưng mà với con này thì không hề thiếu bass luôn anh em nhé. Chất bass cực kỳ căng và ngon. Con này thì nghe tất cả thể loại đều tốt anh em ạ. Từ những cái dòng nhạc thiên lời đến những cái dòng nhạc về chuyên về bass, con này đều đánh rất là căng luôn anh em nhé. Đây, đây là cụ phím điều hướng và kèm luôn các cái phím điều tùy chỉnh chức năng. Con tai này thì đẹp khoảng tầm 98% anh em ạ, khá là đẹp anh em nhé. Sử dụng chân sạc micro USB và pin con này thì như bạn em Sơn em test thì pin được khoảng tầm 6 tiếng nghe liên tục anh em nhé. Giá hiện tại con này thì sẽ là 450.000 anh em ạ. Và xin phép để cho anh em con này là 400 đi. Dạ, 400.000 con này anh em nhé. 400.000 cho mã JVC này. Với cho anh em. Đấy. Tiếp đến ở đây thì sẽ là một con tai đến từ thương hiệu Sony, và xin thưa anh em, con này thì quá kinh điển Sony rồi. Đợt vừa rồi thì rất ít về mã này và hôm nay tiếp tục về anh em nhé. Củ housing rất là rút gọn, anh em nhìn này, rất là gọn gàng, nhưng chất âm của nó không hề gọn anh em nhé. Chất âm nó anh em sẽ cảm giác nghe như nghe một bộ dàn âm thanh lớn anh em ạ, như nghe một bộ dàn âm thanh lớn đây. Tất cả bên này nó sẽ được mạ một lớp như kiểu lớp kim loại rất là mịn màng anh em ạ, đẹp. Nam châm hít này anh em nhìn này, dây toàn bộ là dây chống rối tất anh em nhé. Nhất là cái núm cao su này của nó rất là cao cấp luôn anh em ạ, núm cao su cực kỳ cao cấp anh em nhé. Con này thì anh em gần như đeo cả ngày sẽ không thấy đau tai đâu. Núm cao su này riêng bộ núm bọn nó bán rời bộ núm này đã là 100.000 cho một cặp núm rồi anh em nhé, 100.000 một cặp núm rồi. Cái đáng nói ở đây là pin con này thì sẽ được cực kỳ trâu bò, pin được khoảng tầm 10 đến 12 tiếng anh em nhé, nghe liên tục 10 đến 12 tiếng. Đây này anh em nhìn này, pin con này là pin lithium mới rồi anh em nhé. Và dòng này sẽ made in China anh em nhìn này. Tai Bluetooth của Sony thì chỉ có hai mã thôi, một là made in Japan, à một là made in China, hai là made in Việt Nam anh em ạ. Tất cả đồ Bluetooth đều vậy, và con này sử dụng chân sạc anh em nhìn này. Chân sạc con này sẽ chân sạc Type C mới nhất bây giờ anh em nhá. Mới nhất bây giờ. Đấy. Chất âm con này thì bao ngon, nghe tạp nham đủ thể loại được. Và giá con này hiện tại vẫn rất ổn định, 700.000. Giá mới con này nó rơi vào khoảng tầm 2.800.000 anh em nhá. Con này thì giá hiện tại chưa bằng số lẻ luôn. Tai thì mới còn tầm trên 98% anh em ạ. Rất là đẹp. Rồi. Tiếp bên đây thì sẽ là hai con túi da, anh em sẽ nhìn thấy nhá. Hai con túi da. Thì đầu tiên con này sẽ là con túi đứng anh em nhá. Con túi đứng. Và xin thưa với anh em, chất da con này thì anh em nhìn thấy này. Toàn bộ là da bò nguyên miếng, nó làm cực kỳ đẹp, và hàng này sẽ là hàng từ công ty nhảy da anh em nhá. Hàng công ty nhảy da chứ không phải là gọi là hàng trôi nổi như kiểu hàng Trung Quốc trên thị trường Việt Nam đâu. Và cam kết 100% anh em, đây là tất cả là da thật hết anh em nhá. Tất cả là da thật tất. Con này chỉ thiếu mỗi cái bước cuối cùng là bước dập logo vào đây là sẽ bán ra gọi là store thôi. Thì giá con này thì bình thường bên store thì mình check ở bên Nhật nó sẽ bán vào khoảng tầm 3 củ anh em nhé, 3 củ tiền Việt. Tức còn sẽ vào một man, hơn một man rưỡi anh em ạ, khoảng tầm gần 2 man anh em nhé, gần 2 man Nhật.
đây miếng test da đây, anh em thấy nhìn này, test chất da. Quay cho anh em. Đấy. Tiếp đến là các cái móc khóa này cũng đều toàn bộ là da thật hết anh em nhé. Đấy. Khóa cực kỳ trơn tru anh em nhỉ, khóa cực kỳ ngon. Các lớp lót bên trong anh em nhìn này, lót chống nước toàn bộ anh em ạ. Lót chống nước toàn bộ nên anh em mình hoàn toàn yên tâm mà đi con này trời mưa để đồ bên trong không bao giờ hết, không bao giờ bị sao hết. Nhưng anh em lưu ý một chút là khi đi mưa về với những món đồ da thì anh em lên để hong khô anh em nhé. Hong khô và lau, anh em mình lau và để khô nó trong bóng râm. Nhưng nên để khô, tại vì nếu mà có máy hút ẩm ấy, đặt nó vào nó hút ẩm thì cực kỳ ngon. Tại vì nếu mà anh em mình để ẩm ấy thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng mốc anh em nhé. Tại vì tất cả các da mà da thật nó sẽ đều xảy ra hiện tượng mốc khi gặp nước. Con này cũng vậy. Đây, các móc khóa anh em nhìn này. Đấy, các cái móc chốt đinh rất là đẹp. Và con này có quay sách luôn anh em nhé. Cài một chút nhé. Đây, con này có quay sách luôn. Quay cho anh em. Đấy. Dây đeo thì sẽ là dây dù cao cấp. Quay cho anh em. Dây dù cao cấp. Đấy. Dây dù cao cấp. Và tất cả các khuôn túi anh em nhìn này đều được nẹp cái lớp khuôn cứng, nên là khi anh em mình không để đồ hay để đồ, túi vẫn rất đẹp như này anh em nhé. Túi cực kỳ đẹp luôn. Xin thưa với anh em, này bên trong này, đây là cái lớp bên kia nó vẫn để sẵn bên này cho túi nó phồng ra. Đây, có một cái khóa phụ bên trong nữa, một ngăn khóa phụ bên trong để anh em giấu những điều bí mật như kiểu bờ cà sờ, anh em sẽ giấu vào đấy anh em nhé. Bóc ra ví dụ như móc đồ trả tiền hoặc các thứ đỡ ngại. Con này thì đi đòi nợ thì anh em đòi nợ được khoảng tầm 3 tỷ là sẽ đầy anh em nhé. Con này kích thước đây, mình sẽ đo kích thước cho anh em. Con này đứng thì sẽ được khoảng tầm 24 phân anh em ạ. Đứng 24 phân, tính cả quai sẽ là 25 phân. Chiều ngang con này thì sẽ được bao nhiêu đây? Chiều ngang con này sẽ được khoảng tầm 19 phân anh em nhé. 19 phân, đấy, quay chưa? 24 và 19, đấy. Túi con này thì đi học, đi làm, đi chơi đều rất ok. Đeo chéo và cực kỳ đẹp anh em nhé. Tí nữa mình sẽ có em Sơn lên form cho anh em xem. Quay tiếp một túi này đã. Và hiện tại con này anh em ạ, con này mình đang để cho anh em giá đợt này về tốt hơn rồi. 680.000 cho con túi này anh em nhé. Trước là hơn 700.000, bây giờ còn 680.000 cho con túi đứng. Chú bé liên lạc. Và con ngang này sẽ là con lớn hơn này anh em nhé. Con ngang này lớn hơn. Thì xin lỗi anh em, con này cũng giống con kia thôi. Tất cả đều da, tấm da nguyên miếng rất là đẹp anh em nhé. Tấm da nguyên miếng rất là đẹp. Đấy, ok chưa? Anh em nhìn này, da nguyên miếng. Toàn bộ da nhìn rất là liền lạc anh em nhé. Rồi, khóa kéo ông sau nữa. Thì con này sẽ có bao nhiêu ngăn? Có 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn và tất cả là 5 ngăn tất cả anh em nhá. Dây dù cũng toàn bộ là dây dù bóng hết anh em nhìn này, dòng này là dòng dây dù cao cấp nhất rồi. Quai sách này. Đấy, ok chưa? Và túi không có một sợi chỉ thừa nào anh em nhá. Cam kết túi chuẩn Nhật xịn 100% và xin thưa với anh em miếng test da anh em nhìn này. Đấy, cái miếng test này để anh em đánh giá cái chất da nó có xịn hay không này ở con túi này. Tất cả các khuôn nẹp là khuôn cứng hết anh em nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Này, các lớp lót anh em nhìn này, lót chống nước hết toàn bộ anh em nhá. Anh em hoàn toàn đi yên tâm, trời mưa không được sợ ướt đồ, đúng không? Và hiện tại con túi này thì là hiện tại bây giờ mình để cho anh em là 780.000 và kích thước ở đây. Con này sẽ đứng sẽ được khoảng tầm 21 phân anh em nhá, 21-22 phân. Chiều ngang nó sẽ được khoảng tầm 26 phân. Đấy, ok chưa anh em? Túi này là túi lớn hơn con kia và con này là 780.000 anh em nhá. Con này là con túi lớn. Đấy, trước con này thì sẽ là vào 800 mấy, 820.000. Thì hiện tại tại giá tốt rồi. Sơn mới đeo cho anh cái, anh giấu mặt này đi, không quay mặt đâu, sợ. Sơn nó vẫn ngại anh em nhé. Mình chỉ quay phần thân của thằng em đó thôi. Người thằng này khá là ngon. Kéo dài túi em. Đấy. Kéo dài túi, kéo rút ra. Con túi này sẽ là con túi chéo. Anh em mà đeo đi học, đi làm, đi chơi sẽ đều rất ok anh em nhé. Đấy, anh em nhìn này, đúng không? Lên form túi cực ngon luôn. Anh em thấy không? Sơn nó vẫn hay xấu hổ nên là chưa dám đeo mặt anh em nhé. Đấy, ok chưa? 780.000 trong túi này anh em nhé. Đeo được mà anh em làm quay sách cũng được. Sơn lấy nốt con túi này cho anh. Có bạn Luân cơ. Bạn Luân bạn gọi là quen với khung hình rồi. Bạn lên mới đẹp. Sơn nó mắc bệnh hay xấu hổ anh em nhé. Anh em nào đến cửa hàng. Đấy, anh em thấy không? Con túi này cực kỳ ngon luôn anh em ạ. Đấy. Anh em đi học, đi làm, đi chơi được rất ok. Và form túi chéo này là form túi truyền thống anh em nhé. Form túi chéo mà cái dạng túi đứng này, túi truyền thống, rồi cái dạng túi ngang kia nó mới xuất hiện khoảng tầm 2 năm nay thôi. Đấy. Hiện tại con này thì mình đang để cho anh em là 680.000, giá cực kỳ tốt luôn. Rồi, ok, cảm ơn em Sơn. Tiếp đến đây là mâm đồ số 01 thì xin thưa với anh em, đây là mấy cục công suất anh em nhá. Nếu mà bảo đẹp thì xin thưa với anh em, con này là quá đẹp luôn. Nhưng mà quá đẹp ở dạng thị nở anh em ạ. Nó gọi là không đẹp, nó rất là xấu anh em nhá. Nó xấu và mình sẽ thành ly bán rẻ cho anh em. Về phục vụ kẹp những cái cặp loa mà bát dưới 20cm đánh cực kỳ ok. Thế cục đầu tiên là cục ai qua thì như anh em test đây. Như anh em nhìn thấy đây, Sơn nó đã test là CD ok. Anh em nhé, công suất ok và CD kẹp. Nguyên cho anh em.
FM con này sẽ đủ 108 anh em nhé, sẽ dò được full đài Việt Nam, nghe chưa? Còn tất cả mình sẽ bao cho anh em về kẹp loa vào và anh em đánh gọi là qua OX rất là ok. Con này sẽ đánh được tốt những cặp loa bát khoảng tầm 14cm trở về, con này đánh được anh em nhé. Rồi anh em nhìn này, các phím tùy chọn là hết trên mặt trước này, volume đây anh em nhé. Đấy, ok chưa? Con này thanh lý siêu rẻ luôn, con này gọi là hữu nghị luôn, công suất là 31W điện nguyên bản 100V, input là điện nguyên bản 100V đây anh em nhìn này, đúng không? Kẹp loa hỗ trợ loa trở kháng thấp nhất là 4 ohm, sẽ có hỗ trợ một đường súp điện out này, kết nối AUX này, và đây kẹp anten FM để nghe đài. Con này đủ 108 luôn anh em nhé, nghe full đài Việt Nam. Và giá hiện tại mình thanh lý cục này chỉ có 200.000 thôi. Và như anh em nhìn thấy mặt trước này, nó sẽ có một vết xước ở đây anh em nhé. 200.000 cho cục công suất này, bằng giá tiền mình bán cho đồng nát. Nên tại sao mình bán lên đây cho anh em để giao lưu thôi anh em nhé. Tiếp đến bên này thì sẽ là cục Victor, thì con này sẽ là con Victor Z7 anh em nhé. Con này thì mình cũng bao cho anh em này, công suất ok này, CD và băng các thứ, các chức năng khác mình sẽ không bao cho anh em. Về đánh công suất thôi, kết nối điện thoại máy tính TV qua cái đường AUX thoải mái luôn, thôi cho anh em. Đèn con này sẽ sử dụng con led RGB anh em nhé, rất ok. Hình thức thì như anh em nhìn, nó gọi là thị nở gọi bằng cúc anh em ạ. Đấy, này phía sau đây, công suất cực lớn 65W điện nguyên bản là 100V, hỗ trợ một đường AUX vào, kẹp anten FM để nghe đài. Và xin thưa với anh em, con này FM sẽ đủ 108 luôn, anh em sẽ dò được full đài Việt Nam anh em nhé. Mà giá cục này hiện tại bây giờ mình thanh lý cho anh em cục này chỉ có 400.000 anh em nhé. Anh em nào muốn rẻ hơn thì mình sẽ để cho anh em là 399.000, ok chưa anh em? Rẻ hơn được 1.000. Đấy, những cái đồ này là đồ thanh lý rồi anh em nhé, bán như giá đồng nát rồi. Anh em lưu ý là một chút, đừng mặc cả giúp mình. Tiếp đến bên này thì sẽ là một con công suất kèm giải mã này. Con này chính là con Sony nhá, MD3.3. Và xin thưa với anh em, đây là một trong số những mã của nó đánh cực kỳ trâu bò thằng Sony. Con này sẽ đánh tốt những cặp loa bass 30 luôn anh em ạ, đánh rất là căng luôn anh em nhá. Đấy, CD con này thì kẹt CD rồi anh em nhá, công suất thì ok, đánh cực kỳ căng. Và con này sẽ kèm chức năng giải mã 24 bit, ok chưa anh em? Giải mã 24 bit thì con này đánh cực hay luôn anh em nhá, đánh cực hay luôn. Đấy, đánh cả loa bass 30 mà ok chưa anh em? Công suất con này thì như anh em nhìn thấy là công suất là 55W điện nguyên bản 100V và made in Japan anh em nhá. Con này sẽ có một con quạt tản nhiệt công suất thốc thẳng vào trong. Và như anh em nhìn này, nó sẽ xấu anh em nhá, xấu này, xấu này, ok chưa? Kẹp loa, đấy, kẹp loa sẽ đánh loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm. Một đường line in, một đường line out để phục vụ anh em có thể xuất tín hiệu giải mã ra anh em nhá. Anh em vào giải mã con này cực kỳ ok. Đây giải mã 24 bit cộng optical in đây. Ok chưa? Và hiện tại con này thì xin phép anh em mình thanh lý cho anh em chỉ có 650.000 thôi anh em nhé, 650 thôi, gọi là bằng với giá anh em thợ đang bán thôi, 650.000, ok chưa? Đấy, thì đây là sẽ hết cái series mà cục âm ly thanh lý. Cục đầu tiên là 200.000, tiếp theo bên này là 399.000, và cục này thì 650.000 anh em nhé, cục số ly. Tiếp đến bên này thì xin thưa với anh em, một bộ dàn gọi là hiếm hoi của thằng Onkyo mà màn hình nó to này anh em ạ. Màn hình cực to, và con này chính là con Onkyo NX10A anh em nhé, bản nâng cấp của NX10. Tích hợp trong con này sẽ là công nghệ VL Digital anh em nhé, cao cấp nhất của hãng đấy, lọc nhiễu bằng vector, chất âm ra cực kỳ ngon. Đây, mình sẽ bật lên cho anh em xem. Có anh em thấy không? À, con này quên mất, vừa nãy màn hình chờ, mình bấm nút tắt nguồn rồi. Đấy, giọt nước, giọt giếc nó rơi rất là đẹp anh em ạ. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về chức năng con này như sau. Đầu tiên đập vào mắt anh em nhé, sẽ là một cái màn hình LCD cực kỳ to. Anh em nhìn này, tí nó hiện lên màn hình cho anh em xem. Đấy, màn hình LCD cực kỳ to. Con này thì khi khởi động anh em nhé, khi khởi động nó có hệ điều hành, nên anh em mình sẽ phải mất khoảng tầm 2 phút để chờ con này khởi động với cái lần khởi động đầu tiên. Đấy, khi anh em mình đã cắm điện rồi thì anh em mình có thể thoải mái anh em mình sử dụng con này, thì nó cực kỳ ngon anh em ạ. Chất tiếng của những ngon chạy ổ cứng con này rất ngon luôn. CD con này thì mắt đọc cực kỳ tốt anh em nhé, CD mắt đọc tốt và chạy mắt Sanyo rất là bền luôn. Màn hình này em nhìn này, màn hình siêu đẹp luôn. Thì như em nhìn thấy nhá, input này thì các chức năng này mình sẽ giới thiệu ở trong phần input đây. Đấy, anh em nhá, input này thì đây nha anh em nhá, CD đầu tiên này, đúng không? Đọc nhạc USB, ui chưa anh em, đọc nhạc USB. Tuner là FM này, FM này sẽ chỉ đến 90 thôi anh em nhé, em lưu ý một chút như thế. Đấy, còn AM thì sẽ phun giải cho anh em. Đấy, kết nối line 1 ở đằng trước này, và line 1 ở phía sau này. Đấy, đây là tab MD này, tiếp đến là line 2 Dock CR này, đúng không? Các cái chức năng tùy chọn set up cài đặt này, đồng hồ timer này, và có cái chức năng nghe nhạc mạng Any Music anh em nhé.
Rồi. Và có ổ cứng bên trong. Con này mình nhớ không nhầm nó chơi ổ cứng 250GB thì phải. Mình nhớ không nhầm như thế anh em nhá. Còn đây là chơi CD này. Đấy. Ok chưa? Full toàn bộ chức năng con này hoạt động hoàn hảo tất anh em nhá. Như anh em nhìn này, Ani Music này, nghe nhạc bản quyền từ Greenote anh em nhá. Greenote này. VL này, Vectorline, Shaping Circuit anh em nhá. Đây là công nghệ lọc nhiễu bằng vector. Đấy. Không phải khử nhiễu thì đúng hơn chứ không gọi là lọc nhiễu được, khử nhiễu bằng vector. Đấy. Ok chưa? Cục dàn thì nó vẫn đánh gọi là bốn con sò than và sẽ đánh tốt những cặp loa bass 30 cm trở về, chất âm cực kỳ hay anh em nhá. Một trong số những cái mã dàn hiếm của thằng Onkyo mà chơi ổ cứng anh em ạ. Tất cả những mã chơi ổ cứng của thằng Onkyo đều rất là hay anh em nhá. Và đây là một trong số những mã hiếm hoi trên thị trường, cực kỳ ít hàng luôn anh em nhá. Con này gần như trên thị trường gọi là tuyệt chủng luôn rồi anh em ạ. Cấu hình loa thì như anh em mình thấy đây. À, con này cái hay chỗ nhá, khi anh em mình có CD gốc, anh em mượn CD gốc ấy, anh em đưa vào đây, anh em chép từ CD sang ổ cứng, từ sau anh em chỉ vào ổ cứng nghe thôi, thì anh em mình sẽ tận dụng cái nguồn nhạc nó cao cấp anh em ạ, sẽ chơi được một cái loại nhạc nó rất cao cấp anh em nhé, rất là cao cấp luôn. Đấy, đấy là cái lợi thế con này. Ok chưa? Cấu hình loa con này thì về con này về kèm cặp loa L7TX anh em nhé. Cặp này thì khá là VIP anh em nhé, cặp này rất là VIP. Đấy. Loa sẽ bao gồm con loa bát đường kính là 12 cm, gân lụa tẩm dầu dạng gân xếp, và màng loa sẽ là màng sợi keva lòng chảo anh em nhé, không có lúm luôn anh em nhìn này, không có một cái lúm nào, và màng gọi là trắng như ngọc trinh luôn. Cặp loa này thì đẹp xuất sắc của anh em nhé. Bên trên này sẽ là con chép đôm mũi đạn từ kép toàn bộ anh em nhé, từ kép toàn bộ, và dòng này là dòng đôm cao cấp nên là anh em mình sẽ có cái phần lời nó thể hiện cực kỳ hay trong con này. Riêng con này thì sẽ có thụt hơi xẻ rãnh mặt trước anh em ạ. Thụt hơi xẻ rãnh mặt trước thì bên trong nó tạo thành hộp ma trận. Anh em đánh ra thì cảm giác âm bát nó như kiểu là nó đã hòa lẫn phần xúc bát rồi. Nên là với những anh em nào mà thích nghe mà loa mà có xúc bát thì con này nó đánh tương đối hay anh em nhé. Nó ra chất âm tương đối hay. Mình nhớ không nhầm thì cặp loa này trở kháng sẽ là 4 ohm, nó phục vụ chuyên dụng để nghe nhạc. Biên độ dao động của màng loa cực kỳ cao anh em nhé. Đây. Em nhìn tổng thể bộ da này đẹp xuất sắc luôn anh em nhé. Con này hàng đấu giá về đấy. Công suất đây anh em nhìn 70W và trở kháng 4 ohm anh em nhá. Đấy, trở kháng 4 ohm anh em nhìn này. Đấy. Một cặp sẽ là 140W và anh em mình sẽ chơi tốt ở phòng diện tích khoảng tầm 40 m vuông trở về. Quay chơi anh em. Công suất của cục da sẽ là 70W và điện nguyên bản 100V anh em nhá. Đấy, ok chưa? Con này sẽ có cổng kết nối mạng này, anh em nghe nhạc mạng này. Ok chưa? Một đường xuất video. Đấy. Nhưng mà anh em chơi các cái đường mà nó có video thì anh em có thể xuất video ra đường này. Kẹp loa hỗ trợ loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm là full giải trở kháng rồi anh em nhé. Kẹp antenna AM FM phục vụ nghe đài và các đường kết nối line in line out đầy đủ anh em ạ. Ok chưa? Đấy. Một cái mã dàn cực hiếm trên thị trường anh em nhé. Và mã này hiện tại bây giờ mình để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại Onkyo NX10A mình đang để cho anh em giá là 4.500.000 anh em nhé. Một cái mã siêu VIP luôn. Con này anh em nào mà đã thích chơi nhạc gọi là chơi nguồn nhạc ngon ấy thì con này nó quá đỉnh cho anh em luôn anh em ạ. Nguồn nhạc vào mà ngồi chơi CD xong là mượn vài con CD gốc về anh em chép sang ổ cứng thì riêng con này chép được khoảng tầm vài trăm cái đĩa anh em nhé. Vài trăm cái đĩa luôn. Để phục vụ em chơi cực kỳ ngon. Rồi, vào lấy nhạc để cho em nghe thử nhá. Đây con này đọc CD cực kỳ ok luôn. Vào lấy CD cho anh em. Chất âm này nè. Nó có này phần lời nó quá
đỉnh luôn anh em ạ. Anh em nào mà có tai nghe nhé, đeo vào để cảm nhận cái phần âm của Thúy Hà trong cái đĩa CD này mình cho anh em nghe. Chất âm này nó còn gần như con này nó làm sạch tiếng cực kỳ hay luôn anh em ạ. Phần lời nhất là những anh em nào thích nghe nhạc lời thì con này nó làm phải nó quá sạch luôn, mình khẳng định luôn. Và với cái giá tầm tiền 4 triệu rưỡi thì con này đến tầm tiền bây giờ nó quá rẻ rồi, tại vì giá xuất xưởng của Onkyo trở kính cứng NX10 ấy, mà giá xuất xưởng của con này thì nó rơi vào khoảng tầm 1.500 đô, gần 1.500 đô anh em nhé. Nó rơi vào hai mấy triệu ngày xưa đấy, 20 mấy triệu. Thì mình phải nói thật với anh em, nó gọi là hơn 10 man Nhật chứ không tính là đô được, tại vì hơn 10 man Nhật thì nó sẽ vào khoảng tầm 20 mấy triệu anh em nhé, chứ mình không tính tiền đô nữa, tại vì bên Nhật nó bán con này là theo man Nhật cơ. Mà man Nhật bây giờ tỷ giá nó xuống thì nhân ra thì con này đặt mà giá xuất xưởng nó phải rơi vào khoảng tầm 20 mấy triệu, 22-23 triệu. Còn cái thời điểm đấy thì có thể là man nó cao hơn thì có thể là gần 30 triệu anh em nhé. Đấy, hiện tại giá con này là 4.500.000 anh em nhé, cho một con mã cao cấp này, ok chưa? Và tiếp theo đây thì anh em, như anh em nhìn thấy, mình đã phối ghép cho anh em hai cặp loa anh em nhé, hai cặp loa luôn, hai cặp này đều của anh luôn anh em nhé. Cặp bên dưới thì sẽ là cặp Infinity anh em ạ, cặp Infinity, và bên trên này sẽ là cặp Mission của anh. Cặp Mission này thì Mission 780, một trong số những con loa được 3 năm liên tiếp được một cái giải khá là cao ở trong cái gọi là cái chấm điểm của thằng Hi-Fi Pro anh em nhé, trang Hi-Fi, kênh Hi-Fi Pro ấy, nó chấm con này 3 năm liền liên tiếp và được liệt vào một trong top 1 những con loa đáng sở hữu nhất của thế kỷ 20 anh em nhé. Thì đây là một con này, xin thưa với anh em, con này là của ông anh, ông ấy nhờ mình bán hộ thôi, tại vì ông anh ông chơi con này được khoảng tầm 4 năm rồi và bây giờ muốn bán hộ. Thì lúc trước anh em mình thấy hay, mình để bên kia kìa, mình để hay trên nóc mà mình cũng không thời gian mình quay. Thì hôm qua anh qua thì anh có nhờ bảo là bán hộ anh ấy, thì hôm nay mình tiếp tục lên sóng cho anh em con này. Rồi, thì đây là về cái loa, tí mình sẽ nói sau. Còn đây sẽ là về âm ly trước. Thì xin thưa với anh em, đây là một con âm ly hiếm hoi trên thị trường mà anh em bán lẻ anh em nhé. Thường đi sau nó sẽ đi theo bộ, anh em biết không? Một cái mã rất cao cấp là Onkyo, chính là Onkyo 933. Bình thường cái bộ này hiện tại bây giờ giá trên thị trường nó rơi vào khoảng tầm 30 mấy triệu anh em nhé. 30 mấy triệu cho cả bộ, thì hiện tại con âm ly giá trị nhất thì nó đang ở đây với mình rồi anh em ạ. Đây, em nhìn, sử dụng hai con bi đắp xuyến anh em nhé, hai con xuyến và phần sò công suất sẽ đánh 4 con sò to, anh em nhìn này, 4 con sò như sò dân dụng luôn. Đấy, sò này thì mình nhớ không nhầm nó sẽ là sò, con này đánh sò san ken anh em nhé, sò san ken, 4 con san ken. Tụ thì anh em nhìn, tụ lọc nguồn này. Tụ lọc nguồn con này nó phải to như cái gì nhỉ? Xuân nhỉ? To như gọi là như lọ thuốc của tiêu độc PV anh em ạ. Như hai lọ thuốc tiêu độc PV đặt ở đây, khá là khủng anh em nhé. Còn cái phần bộ sàng anh em này, cái phần bo lọc nhiễu VL Digital, thì con này sẽ có cái bộ phận lọc nhiễu VL Digital nó tích hợp sẵn ở trên bo bên dưới này anh em nhé, phần một công suất bên dưới này. Nên là con này thì mình đánh giá là một trong số những con siêu ngon của thằng Onkyo luôn anh em ạ. Anh em nhìn phần núm này, hai con núm này nó sẽ tiện CNC toàn bộ rất là đẹp anh em nhé. Con này về thì xin thưa với anh em, mình đấu giá thì sẽ là về máy đẹp, nhưng mà về đến nơi thì nó lại bị nhiều một vài vết xước anh em đây. Đấy, một vài vết xước này, nhưng mà giá sẽ rất rẻ anh em nhé, giá rất rẻ cho anh em. Anh em sẽ nhìn thấy một vài vết xước ở đây anh em nhé. Đấy, thì chi tiết về con này sẽ như sau. Đầu tiên nha anh em nhé, con này sẽ có một nút tắt nguồn cứng ở bên dưới này. Con nút này là nút gọi là như kiểu anh em mình bấm cục tắt ấy, tắt luôn anh em nhé. Cái này ngắt nguồn toàn bộ luôn này, đúng không? Khi bấm con này thì anh em sẽ có một nút bật nguồn mềm ở trên này nữa anh em nhé, bật nguồn mềm. Đấy, ok chưa? Bấm một phát sẽ đóng le. Con này sẽ đánh hai loa cầu loa AB, có thể đánh riêng biệt hoặc đánh cùng lúc luôn anh em nhé, đánh cùng lúc hai cầu AB như một con âm ly khủng luôn, ok chưa anh em? Tiếp đến ở bên này sẽ có một nút chỉnh super bass này, tiếp đến là chỉnh bass và chép anh em nhé, bass đây, chép đây, đúng không? Đây là chỉnh tông direct. Khi anh em mình bấm nó hiện đèn màu xanh, đây này, direct thì sẽ là đèn green anh em nhé, đèn màu xanh. Và tông sẽ là màu đỏ, ok chưa? Đây nút menu, anh em không cần quan tâm cái nút menu này anh em nhé. Không cần quan tâm cái nút menu. Đây con này, cái cốp bên dưới anh em có thể đẩy lên này, ok chưa? Sẽ là đập lên, để nó nhìn nó không có cái tùy chỉnh nào luôn. Hạ xuống này, đấy, ok chưa? Cái cốp tùy chỉnh khá là hay anh em nhé. Đây, đây là volume này, đấy. Và bên này sẽ là chọn cổng anh em nhé. Bên này sẽ là cái nút chọn cổng, đấy. Và con này về anh em nhìn này, đẹp. Đấy, anh em nhìn thấy không? Nói chung nó khá là đẹp. Còn lại mỗi cái mặt này thôi anh em nhé, mỗi cái mặt nó có một vài vết. Đấy, ok chưa? Và phía sau con này này anh em nhé, mình sẽ quay phía sau con này cho anh em xem. Thì con này như anh em nhìn thấy cái dây nguồn của nó này, nó to như tổ bố thằng ăn mày luôn. Cái dây nguồn của nó, dây nguồn cực khủng luôn anh em nhé. Đấy,
dây nguồn phải to, gọi là như dây máy sạc chứ không gọi dây máy bơm nữa anh em ạ. Công suất con này thì sẽ là bao nhiêu? Công suất con này thì 195W anh em ạ. Công suất cực kỳ lớn luôn anh em nhé. Điện nguyên bản là 100V và con này made in Japan. Đấy. Đánh hai cầu loa AB riêng biệt anh em nhé. Đấy, anh em có thể đánh A hoặc đánh B. Rồi, nếu mà với anh em đánh đơn lẻ AB thì nó sẽ đánh được loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Anh em mình đánh hai cầu AB, gọi là hai cầu AB cùng lúc ấy, thì loa sẽ trở hỗ trợ và trở kháng là từ 8 đến 16 ohm. Anh em phải lưu ý trở kháng này anh em nhé. Đấy. Các cái cổng kết nối analog thì anh em được nhìn này, tất cả các cổng analog mạ vàng tất luôn anh em nhé. Mạ vàng tất luôn, in out cực kỳ nhiều. Và sẽ có một cái đường súp điện out anh em nhé. Và bên trên này sẽ có một cái đường đường phono anh em nhé. Đường phono này như anh em nhìn thấy bên kia là cái thằng này nó sử dụng âm đi này để nghe phono, nên anh em sẽ nhìn thấy cái chân phono nó vàng bóng luôn anh em nhé. Sáng bóng luôn. Hỗ trợ thêm một cái đường bắt dây mát để phục vụ anh em, gọi là lọc nhiễu tuyệt đối anh em nhé. Chống nhiễu tuyệt đối chứ con này. Nói chung âm ly này thì mình đánh giá là một trong số những con gọi là size nhỏ mà khủng nhất ở trong con âm ly mình gặp rồi. 933 đánh cực kỳ khủng anh em ạ. Đấy. Và hiện tại con âm ly này thì giá thị trường anh em đang bán nó rơi vào khoảng tầm hơn 6 củ, 6 triệu 8 đến 7 triệu. Thì mình xin phép để cho anh em con này giá là 5 triệu 500 ngàn anh em nhé. 5 triệu 500 ngàn cho một con âm ly Onkyo 933 cực khủng luôn. Đánh hai nguồn biến áp xuyến anh em nhìn, hai biến áp xuyến luôn. Con này đầm, B con này cũng nặng. Sơn nhỉ? Bề nó như gọi là ui dồi, như tảng đá luôn anh em ạ. Con này 10 hơn chục cân nhỉ. Con này hơn chục cân anh em ạ. Nặng hơn những con âm ly gọi là âm ly dân dụng thông thường luôn. Con này theo dàn và nó là một trong số những con âm ly mình đánh giá là VIP nhất của những cái bộ dàn Onkyo. Mã những cái mã mà size dàn chung ấy thì con này là VIP nhất rồi anh em nhé, không có mã nào VIP hơn con này đâu. Ok chưa? Tiếp đến cấu hình loa thì anh em sẽ nhìn thấy ở đây. Con loa này sẽ là một con loa đến từ thương hiệu Infinity anh em nhé, Infinity chuẩn của Anh Quốc rồi. Thì con bên trên này là con này thì có một cái phần đáng nói nhất, đấy chính là cái phần lời của con chép này anh em ạ. Con chép này sử dụng con chép Polycell anh em nhé. Polycell, một trong số những cái dòng chép gọi là tạo nên tên tuổi của Infinity. Và nó là hai output như mình vừa nói đầu video đấy, tức là ra tín hiệu gọi là chuẩn cao cấp anh em nhé. Hai output này này, đấy, ok chưa? Con này đánh cực hay luôn, tí mình sẽ test cho anh em nghe phần lời con này, cực đỉnh luôn. Con loa này sẽ được trang bị một con bát đường kính là 20cm anh em nhé. Đường kính con này 20cm. Tất cả mọi thứ đều zin hết, màng carbon này. Đấy, con này màng carbon anh em nhé. Đấy, núm này, núm này núm mềm luôn. Ok chưa? Núm mềm, thụt hơi mặt trước. Và phần từ con này cũng đều gọi là rất là khủng luôn anh em nhé. Riêng Infinity anh em nào đã chơi chất âm rồi sẽ biết Infinity nghe cực kỳ hay. Ok chưa? Đấy, cặp loa Infinity khá ổn định anh em ạ. Có một vài vết xấu nhưng mà khá là nhỏ thôi anh em nhé, không đáng kể. Rồi. Thằng này về. Cái loa bên này này, cái loa bên này thì như anh em nhìn thấy này, nó có một vết dạn ở đây anh em nhé, có một vết dạn ở màng loa nhưng mà đã được bạn sơn mà đã sơ chế cho anh em rồi. Thì em về chỉ việc sử dụng thôi. Con này thì khá là bền. Con này mình nghĩ là đánh nên gọi là sau này đến lúc anh em ra đi còn có thể di chúc cho các con cũng được anh em nhé. Di chúc các con vẫn sử dụng tốt. Đây, nhưng mà con này phần lời phải nói đẳng cấp luôn, sơn nhỉ. Phần lời con này đỉnh luôn anh em nhé. Mình phải nói là một trong số những cặp loa rẻ tiền và giá cực kỳ tốt. Con này căng còn đẹp luôn anh em nhìn nhé. Cả hai bên căng đều đẹp luôn. Đấy, phía sau đây, anh em nhìn này. Toàn thân phía sau, anh em nhé. Con này cặp đen xì mà. Lên video nó hơi bị loá loá một tí anh em nhé. Đây, con này thì gọi là Infinity Speaker đây. Con này chuẩn luôn Infinity. Con này là cặp SN32 anh em nhé. SN32. Loa con này công suất nó ghi ở đâu nhỉ Sơn nhỉ? Hả? Con này chả thích ghi công suất thì nhỉ? Con này không biết ghi công suất đâu anh em ạ. Nhưng mình ước lượng mà một cặp con này một chiếc có phải 100W nhỉ? Con loa này dị thật. Bên châu Âu là bọn loa này nó hay kiểu không có công suất đâu. Bọn loa này mấy cặp Infinity mà kể cả những cặp Infinity khác mình cũng không thấy nó ghi mấy. Kể cả Mission cũng thế, không thấy ghi công suất. Chả thích ghi công suất gì. Đấy, đây là Infinity này, anh em nhìn này. Đó, IC này. Cặp này là cặp Infinity SN32 anh em nhé, anh em nào tham khảo để search ở trên mạng cặp này. Rồi thì xin thưa với anh em, cặp này bình thường anh em đang bán khoảng tầm, cặp Infinity này đang bán khoảng tầm 4.800.000 anh em nhé. 4.800.000 thì xin phép mình thanh lý cho anh em cặp này, tại vì một cái vết ở đây thôi mình sẽ để cho anh em là 3.500.000 anh em nhé. 3.500.000 cho cặp Infinity này thì phải nói là giá quá tốt luôn rồi anh em ạ. Cặp này chơi hay luôn, Sơn mua cặp này về 3.500.000 chơi quá ngon nhỉ. Yeah. Đẳng cấp luôn anh em nhé. Tiếp đến bên trên này thì sẽ là cái cặp loa Mission anh em nhé. Tí nữa mình sẽ test ngay sau đây thôi. Tất cả mình sẽ test
giới thiệu hết sẽ test. Commission 780 như mình giới thiệu với anh em rồi, nó được rất nhiều giải về chất âm. Và con này như anh em mình thấy nhá, cái thùng này đã được ông anh ông sơn lại toàn bộ là màu trắng hết rồi anh em nhá. Toàn bộ là màu trắng rồi, sơn khá là lì. Con này không có căng anh em ạ, không có căng nguyên bản này luôn. Con này sử dụng trang bị một con bát đường kính là 16 cm anh em nhé. Gân cao su zin toàn bộ, màng sẽ là màng sợi keva. Núm là núm đồng trục luôn anh em nhìn này. Đấy, anh em thấy không? Núm đồng trục luôn, cả cái cục này sẽ là một cục kim loại tất anh em nhé, cả một cục kim loại tất. Bên trên là con chép đôm siêu tần của thằng Mission, và riêng dòng đôm Mission này thì nó đánh khá là đầm tiếng anh em nhé. Con này thì nó không gọi chóe chóe như mấy con la châu Á đâu, nó khá là đầm, con này đầm. Cả giải bát và giải chép nó đều đầm. Và riêng con loa này mà anh em mình muốn mà tận dụng hết được chất âm con này thì mình nghĩ là phải một con âm ly đánh khỏe anh em nhé, thì sẽ đánh tốt được cặp này. Hôm nay mình sẽ ghép vào con này để đánh thử thôi. Nói chung là cặp âm con âm ly này đánh con loa này thì không phải là hai con cũng không được hợp nhau lắm, nhưng mà tí mình cứ test thử chất âm cho anh em xem. Đấy, và hiện tại cặp này thì mình xin phép để cho anh em giá là 3.600.000 anh em nhé. Như nguyện vọng của ông anh thì mình muốn bán đấy 3.600.000, ok chưa anh em? 3.600.000 cho cặp Mission này. Anh em nào qua nhà bế thì tốt anh em ạ, tại vì cặp này nó khá là nặng và củ nó khá là to, mình chỉ sợ vận chuyển nó bị gãy củ thôi anh em nhá. Gãy củ thôi. 3.600.000. Anh em về đánh những con âm đi công suất lớn thì con này đánh cực hay luôn. Đấy. Giới thiệu lại nhá. Cặp loa là 3.600.000 này với cặp Mission này. Ở phía sau cặp Mission mình chưa quay. Đây, quay phía sau luôn. Phía sau cặp Mission thì con này sẽ sử dụng đánh loa hai cầu anh em nhé. Anh em nào mà có âm ly hai cầu anh em có thể tháo ra, tháo cái gông bên dưới ra, em nhét hai cầu vào để đánh, ok chưa? Đấy, loa hai cầu thụt hơi phía sau. Chất âm con này thì khá là ok anh em nhé. Anh em nào mà search thử trên mạng ấy, cái loa Mission 780 ấy, thì anh em sẽ biết cái chất âm này nó ok như thế nào. Và giá hiện tại bây giờ siêu rẻ luôn, 3.600.000 anh em nhé. Cặp bên dưới cặp Infinity thì là 3.500.000. Infinity thì dễ ghép âm ly hơn, cả Mission này nó sẽ kén âm ly hơn anh em nhé. Em lưu ý một chút vấn đề thế. Rồi, bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe nhá. Chất âm này như thế này, âm ly sẽ là 5.500.000 này, cặp loa Infinity sẽ là 3.500.000, còn cặp Mission thì sẽ là 3.600.000. Play thử nhạc này. Đang cặp Infinity anh em nhé. Anh em nhìn này, đánh cầu A này. Anh em thấy phần lời Policell không? Phần lời Policell cực hay luôn. Infinity đánh đỉnh luôn anh em ạ. Phải nói là cặp này phải nói đẳng cấp đấy. 3.500.000 quá rẻ cho cặp này luôn. Và tiếp đến cặp Mission mình đánh thử cho anh em nghe nhá. Mission này. Mission đầm tiếng hơn nhiều anh em nhá. Với cả combo, như anh em mua cả combo này về thì xin lỗi anh em nghe phòng khách 100m² nghe cũng thoải mái luôn anh em ạ. Đấy, anh em nào mà chơi combo này hiện tại giá quá rẻ anh em nhé.
hai cặp loa chưa đến 10 triệu. Một con âm ly, này nó đánh đã tốt rồi anh em nhé. Con âm ly này thì nó chỉ rơi vào 5 triệu rưỡi thôi là đã rất ok rồi. Rồi. Thì đây là cái combo ngày hôm nay mình gửi đến anh em. Đáng nhẽ thì mình sẽ quay nốt cho anh em thanh lý con tủ đài này, nhưng mà video nó dài rồi anh em ạ. 35 phút rồi. Thì mình chỉ quay đến con tủ đài này, ngày mai mình sẽ giới thiệu cho anh em. Anh em nhé. Tủ đài hẹn anh gặp anh em vào ngày mai. Và xin phép giá con này thì ngày mai sẽ là giá rất tốt luôn anh em nhé. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho anh em luôn. Tại vì tủ đài nhà mình còn vài con thôi. Mình sẽ cho anh em một cái giá gọi là tụt quần luôn. Ok chưa anh em? Rồi. Video ngày hôm nay thì xin phép được dừng ở đây thôi. Và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em sẽ chọn được những cái món đồ ưng ý anh em nhé. Xin chào anh em.